Hello, xin chào mọi người. Lâm Phượng xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân thương đã theo dõi kênh của Lâm Hoàng Phượng. Hôm nay là ngày thứ 7, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Hồi sáng giờ mình đi làm dâu cho ba người nha, từ 8 giờ rưỡi sáng mà cho tới giờ này là sắp sửa 6 giờ rồi. Chưa xong, còn 2 căn nữa. Hôm nay là làm dâu cho ba người, coi tổng cộng là 18 căn nhà. Ôi giời ơi, đã chưa? Đó, thấy cái nhà này mặt tiền nó đẹp quá cho nên Lâm Hoàng Phượng xin quay cho mọi người xem nha. Cái nhà này cũng 800 ngoài ở khu Highlands Ranch, Colorado. Đây là một cái phòng mà đi mô. Chị này tính hỏi đi mô rửa. Người đi đâu vậy? Này quên mất tiêu rồi. Này là cái office nha quý vị. Và đây là cái phòng, cái nữa là một cái living room, cái phòng khách. Đây là cái formal dining room, cái phòng ăn. Nếu quý vị nào muốn làm cái phòng ăn đây, để phòng ăn đây ha. Rồi, và đây là nhà bếp. Nhà bếp nha. Đi quay cho quý vị xem để cho đỡ lâu lì nha. Giống như mình nói vậy, hôm nay mình làm dâu ba người đi nguyên ngày luôn. Đi nhưng mà giờ sáng mặc đồ khác, chiều mặc đồ khác nha. Có đem đồ theo trong xe để mà thay. Sáng ở ngoài đi nó không có lạnh lắm, tới giờ này giờ chiều tối là lạnh rồi. Đây là cái phòng family room. Gì chị? Chị này là người Huế phải không chị? Nãy nói đi mô rửa đó là biết rồi á. Đi mô rửa. Em đi chợ bến chị ơi. Đây là phía sau ha. Phía sau thấy dễ thương không? Họ làm cái chỗ mà cái bếp lửa hồng, bonfire. Cái landscaping nhà này cũng đẹp ha. Chiều nè, nhìn vào cái ánh đèn bên trong thấy dễ thương gì đâu. Rất là đẹp. Rồi bây giờ đi lên lầu nha quý vị. Rồi, trước khi lên lầu, bây giờ chúng ta đây đó là cái basement, basement đi cuối cùng ha, là cái trạm cuối cùng. Trước khi lên lầu mình sẽ ghé vào đây, là một cái nhà vệ sinh có phòng tắm luôn nha quý vị. Đây là phòng tắm luôn nha. Đó, thấy không? Cái sink. Đây là cái phòng giặt. Đây mà có một cái sink ha, cái bồn trong cái phòng giặt. Hy vọng mình quay không có bị chóng mặt nha. Đây là cái chỗ mà nhà đậu xe, cái garage. Nhà này có 3 chỗ đậu xe, hy vọng mình không có lắp mình không sao. Ok, có 3 chỗ đậu xe nha quý vị. Thấy không? Đó. Rồi trong cái gara này á, mình đi ra phía sau vườn, có cái cửa đây, đi ra phía sau vườn luôn. Thì thông thường những cái nhà mà họ xây mới một chút thì họ có cái option, có nghĩa là mình có thể thêm tiền để xây thêm một cái cửa để ra ra ngoài từ gara, đi ra ngoài sân sau thì có thể là đắt tiền hơn một chút. Rồi đi vào bên trong nha. Lầu, anh chị lên lầu chưa? Nhà này cái thảm thì thấy chắc chắn nhưng mà mình cần phải giặt cho nó sạch sẽ, tại trước khi mình vào nhà thì nhà rất là có nhiều bụi cho nên cần phải deep clean cái nhà này. Ấy. Rồi. Một cái phòng này.
nhà tắm. Tối thui tối thủi như vậy nè. Ông một Phật trời. Đây mở đèn rồi. Mình đạp và đi trên thảm á, mang giày rồi xong cái mình đụng vào cái công tắc điện nó bị giật. Đây. Rồi. Đây là một cái phòng nó có nhà vệ sinh riêng này kia luôn nha, có nghĩa là một cái master bedroom. Xin tắt điện. Rồi. Và đây là cái phòng thứ hai. Không dám mở. Ok. Phòng thứ hai. Đây. Nhìn ra ngoài nha, cửa sổ vẫn còn chắc chắn nha quý vị. Nhìn ra ngoài. Đây là cái phòng thứ hai. Mà cái phòng thứ hai nó có cái closet ở trong đó nha quý vị thấy không? Closet ở đây. Mô Phật trời ơi, bị giật hai lần rồi, đi chà chà hoài. Oh my goodness. Không dám đụng vô cái ổ điện luôn, cái contact luôn. Và đây là cái restroom. Thì phòng thứ hai với lại phòng thứ ba nó thông qua cùng xài một cái nhà tắm, nhà vệ sinh và hai cái sink. Cái phòng này còn gọi là Jack and Jill, có nghĩa là một phòng là đại diện cho nam, một phòng đại diện cho nữ. Mình có hai đứa con Jack Jill ha, có hai đứa con thì hai phòng này cùng share một cái nhà vệ sinh, phòng tắm. Mình không có dám bật điện nữa nha, tại vì nãy bị giật hai lần rồi. Ok, thông cảm nha quý vị ơi. 1, 2, 3 ha. Ra ngoài. 1, 2, 3. Ủa, nãy cái đó coi rồi phải không? 1, 2, 3. 4 phòng trên đây. 4 phòng đây mà có phòng riêng bên đây. Em không có quay chị nha, đừng sợ nha. Em thôi à. Không dám mở đèn. Em bị giật hồi nãy hai lần rồi. Dạ, đây. Cái cửa sổ vẫn còn chắc chắn nha quý vị. Cái này là master bedroom, cái này là cái phòng lớn. Có nghĩa là nhà này nãy giờ 4 phòng với lại 3 phòng. 3 phòng full bath nha quý vị. Nhà vệ sinh đây nè, trời không dám mở luôn nha, xin lỗi quý vị ơi. Nó bị giật. Cái này gọi là 5 pieces bath. Thôi mở đại đi, trời. Sao đi trời. Ui, giật nữa thấy không? Bị giật. Rồi. Hai cái sink ha. Cái toilet. Rồi cái tấm đứng. Đây là cái bồn tắm. Cái này là cái phòng chính, phòng lớn gọi là cái master bedroom. Thông thường thì mình đi coi nhà thì mình thích những cái nhà nào mà giống như cái chỗ cái mấy cái bậc này nè, chỗ mà nhà vệ sinh á thì cần phải làm bằng gỗ hoặc bằng đá chẳng hạn, tại để không có bị ẩm á. Nhà này thì họ làm bằng thảm thì nó rất là dễ bị ẩm nha quý vị. Rồi mình xuống basement nha. Chị xuống basement rồi hả chị? Xuống basement rồi hả? Dạ, giờ mình xuống basement. À, ở trên là 3 phòng tắm á chị. Dưới lầu cái nữa hả? Dạ. Đây dưới là cái dưới basement. Với cái tầng hầm nha quý vị. Tầng thấp nhất trong nhà. Nhà này họ có để một cái bàn bánh đánh gì ta? Bia. Trời ơi, hy vọng quay đừng có bị giật giật nha quý vị. Cái có cái wine cooler, cái tủ này họ để rượu nha quý vị. Hai cái luôn. Nè. Để rượu ha. Đây. Đây một cái full bath nữa nha. Là 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 cái ha. 4 cái full bath rồi. Rồi. Đây, egress window. Cái phòng dưới basement. Lời tình đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Đây cái phòng chơi,
Hôm nay đây coi tivi, để mấy cái ghế đây để mà coi, giống là dăng cái màn để mà xem phim cũng được nha quý vị. Đó, thấy không? Wow, video nãy giờ cũng 10 phút rồi quý vị ơi. Lâm Hoàng Phượng xin tạm dừng tại đây và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video kế tiếp. Videos, nói cho nó đúng văn phạm nha quý vị. Ok, rồi. Rồi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.